thân vì chính nghĩa. Oh yeah. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cạn. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Daisy, Daisy, cậu đánh đàn hay quá. Đúng vậy, cậu mà tham gia cuộc thi chắc chắn sẽ giật giải quán quân. Đúng, ghi tên cho tớ đi. Daisy sau này sẽ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cậu cũng dẻo miệng ghê, ghi cho tớ luôn đi. Ghi cho tớ luôn đi. Phải làm sao đây? Sao lại thành ra như vậy rồi? Mày bị thương thì làm sao đánh đàn? Vậy ký tên làm gì chứ? Còn tưởng cậu sẽ trở thành nghệ sĩ piano. Xem ra bọn tớ nhìn nhầm rồi. Không không, ta không xâm vào bạn bè, đồng đội. Ta sẽ cho người thấy khi ngươi gặp nguy hiểm, bạn ngươi sẽ làm gì? Mê cung biến thành sàn đấu rồi. Đại gì đã thay đổi cài đặt của hệ thống siêu xe. Nơi này đã trở thành sàn đấu rồi. Không sai, đây chính là nơi phù hợp để chiến đấu nhất. Lên nào, Raycat. Mình quá đi, những cái gai này cứ đâm vào tay chân thì làm sao phát huy được đây? Cậu nghĩ cậu có thể trốn được hay sao? Bò là bia, sử dụng bom không đổ. Cái gì vậy? Chiêu thức mới của Bola Bia. Đáng ghét. Luffy, con gấu của người đang làm trò hề đó hả? Mới chỉ bắt đầu thôi. Raycat sử dụng thủy thủ vô ảnh. Tấn công truy kích vô ảnh trảo. Bola Bia,
Ngươi nhìn đi, bạn ngươi giờ đang ở thế nào? Daisy, trí nhớ của ngươi kém quá. Ngươi quên là ta cũng là một người bạn của Luffy sao? Cô là Bia, nói hay lắm. Đắc ý ghê nhỉ. Raycat, cho chúng biết điều đi. Bắt được rồi nha. Ngày thừa quá rồi, năng lượng X bộc phát. Không ổn rồi, Polarbear, cẩn thận. Polarbear, mau trả đòn, trả đòn đi. Ta sẽ liều với ngươi. Báo cáo sếp, theo số liệu hiển thị, toàn bộ siêu xe bên ngoài sẽ tập hợp đầy đủ trong vòng khoảng 30 phút nữa. Chậm chạp quá. Tập trung tất cả điện năng sử dụng cho máy phát năng lượng X. Đưa công suất lên mức tối đa đi. Hả? Nếu như vậy, máy móc sẽ bị quá tải. Không quan tâm, ta chờ không nổi rồi, làm ngay đi. Dạ rõ thưa sếp, em làm ngay đi. Có thể vì chiến đấu mà Raycat đã được bộc phát năng lượng ít như vậy. Nếu nói về sức mạnh, có lẽ Raycat của người thắng. Nhưng vì bạn bè, vì ta, Olivia sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bạn bè, bạn bè chả là cái quái gì cả. Đồ ngốc, bỏ suy nghĩ sai lầm đó đi. Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi. Lúc đó tớ chỉ muốn được mọi người chú ý, tớ không ngờ lại gây ra quá nhiều rắc rối như vậy. Nhưng những gì tớ nhận được lại là những cái nhìn ghét bỏ của mọi người. May mà không lâu sau đó, Sirius đã chuyển trường tới, thay đổi tất cả mọi thứ. Đó là may mắn của ngươi khi gặp một người bạn như Sirius. Nói sao đây, trước đây cậu cũng có một người bạn như vậy còn gì. Anh Luffy, cảm ơn anh. Không có gì, bạn bè cả mà. Bạn hả? Tớ sẽ giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Đừng gọi như thế thân thiết lắm. Ta không phải là một đứa con gái yếu đuối. Ta là một tứ đại của đội săn đêm tối bạo lực Miu Daisy. Không, cậu là Daisy mà tớ đã từng quen biết. Chẳng lẽ cậu không xem tớ là bạn sao? Thế gian này bạn bè chỉ là một thứ giả tạo, không hề có thứ gọi là tình bạn đâu. Không, Daisy mà tớ biết không phải là như vậy. Không, không. Những gì ta làm, không người bạn nào có thể tha thứ. Không, cậu vẫn có thể làm lại từ đầu. Quá muộn rồi, Raycat kết thúc trận đấu thôi. Polarbear, đừng miễn cưỡng. Luffy, sao cậu trở nên ngu ngốc vậy? Hả? Chỉ có đánh bại Daisy của đội săn, thì đó âm mưu của chúng mới bị đổ vỡ. Một Daisy bình thường mới có thể làm bạn với cậu. Điều duy nhất chúng ta phải làm bây giờ là thắng trận này. Daisy, cậu cũng giống như mê cung, cứ đi xa dần tình bạn, niềm tin.
Nhưng tớ sẽ không để cậu trốn thoát, trốn thoát khỏi sự giúp đỡ của những người bạn. Phá bỏ mọi chướng ngại vật, khiến kẻ địch không thể trốn tránh. Tớ hiểu rồi. Daisy, bạn của tớ, đây là những gì tớ muốn cậu cảm nhận được. Sao, sao có thể như vậy được? Càng không băng phong trảm. Trò chơi kết thúc. Daisy, cậu sao vậy? Nóng quá, cậu sốt rồi. Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao. Chỉ tại chiêu thức này của Bolabia tung ra quá mạnh. Có người dông ơn bội nghĩa, thấy gái là... Luffy, thật ra... Sao vậy? Sirius đang đi lên tầng đó. Vậy mà tớ nói là lừa cậu thôi. Sao cậu lại phải lừa tớ? Tớ đã từng lừa cậu một lần. Ban nãy tớ chỉ muốn cậu hận thù dốc toàn lực đánh với tớ. Nếu không tớ sẽ thấy vô cùng tội lỗi. Đúng rồi, mau đi giúp bạn cậu đi. Sirius, Leo còn có William, họ đều có thể tự giải quyết vấn đề. Nhưng cậu thì không. Tại vì cậu cần tớ giúp đỡ. Nhưng vì cậu là bạn tớ, tớ giúp bạn mình thì có gì không đúng chứ? Cảm ơn cậu, bạn tớ. Wow. Sirius, cậu xem, trên tường đều là tranh nè. Thiệt là có bầu không khí nghệ thuật. Wow, không phải hành lang trưng bày tranh đó chứ? Ai đó? Có phải là cái bẫy không? Có thể là người của đội săn. Để tôi qua xem. Chờ đã, Reagan, chờ tới dưới. Hả? Sao khắp nơi đều là sương mù vậy? Sirius, cẩn thận, sương mù này lạ quá. Hả? Nè Sirius, qua đây cùng say với tớ đi. Chúng ta cùng thi nha. À, con quái vật. Nó là con gì vậy? Mau chạy đi. Chạy mau. Đây là quái vật gì vậy? Thầy đừng sợ, nó là... Cứu tôi với. Tớ mà là quái vật sao? Bộ đùa hả? Sirius, tất cả kết thúc rồi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao các cậu lại ở đây? Sức mạnh của Reagan quá lớn, sẽ nguy hại cho nhân loại đó. Cho nên đội săn đêm tối mới phát minh ra thẻ sức mạnh X. Mục đích là muốn khống chế tất cả siêu xe thần thú, ngăn chặn tuyệt đối mối nguy hại của chúng với con người. Như vậy, siêu xe thần thú có thể chung sống hòa bình với con người. Các cậu nghĩ vậy thật sao? Tất nhiên rồi. Không lẽ tớ lừa cậu? Còn chờ gì nữa? Lẽ nào cậu không muốn cho Reagan công khai sống cùng mọi người sao? Tớ... Chỉ còn chút nữa thôi. Làm bạn với mọi người sao? Họ sẽ không còn sợ tớ nữa hả? Ha ha.
Sao lại như vậy? Reagan, là tớ. Tớ là Sirius, là cộng sự của cậu. Không đúng. Sức mạnh X chỉ khiến siêu xe thần thú mất đi nhận thức thôi. Bắt lấy bọn chúng. Luffy, Leo, thả bọn tớ ra. Ngươi muốn làm gì? Vội gì hả? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Không ngờ ngươi có thể kháng lại sức mạnh X. Đã vậy ngươi còn không còn giá trị lợi dụng nữa. Phải trừ khử thôi. Không được. Kẻ nào dám vướng chân ta? Là bạn cũ của ngươi đó. Nguy rồi, lại thêm một kẻ địch. Reagan, không thể thua bọn chúng. Sirius, xem ra cậu vẫn chưa nhìn rõ rồi. Voynich, giờ đã hiểu chưa? Tất cả đều là giả sao? Thì ra nơi này đã bị hệ thống thú hồn che phủ. Sao đều là sương mù vậy? Sirius, cẩn thận, sương mù này lạ quá. Ra vậy, mình còn không hiểu Reagan sao lại lớn như vậy. Reagan, có chuyện gì vậy? Sức mạnh đang mất đi. Tiếc quá, suýt chút nữa ta đã thu phục được ngươi rồi. Mau, đưa Reagan rời khỏi đây. Cậu không phải là người của đội săn sao? Vậy là sao? Không có gì, chỉ là tớ thấy cái máy phát xạ gì đó chướng mắt thôi. Cậu giúp tớ xử lý nó được không? Tớ hiểu rồi, để đó cho tớ. Reagan, đi thôi. Lên, ta xả thân về chính nghĩa. Oh yeah! Những gương mặt xa.